Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục đến với kênh Mr. Lonely Let's Learn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học bài 2 các bạn nhé. Bài 2 của cái phần hỗn số của chúng ta đây. Đó, cái phần hỗn số video trước á, clip trước là Mr. Lonely đã giúp các bạn hiểu hết cái nội dung của nó rồi. Và làm xong cái bài tập số 1 này rồi, thì trong clip này, trong video này, Mr. Lonely sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ làm cái bài tập số 2 này. Bài tập số 2 này là một bài tập rất là hay các bạn, nhưng nó cũng hơi khó một xíu. Bây giờ Mr. Lolin sẽ giúp các bạn hiểu kỹ cái bài tập số 2 này nha. Bài tập số 2 này có hai câu, câu A và câu B. Các bạn nhỏ xem câu A người ta muốn mình làm điều gì nhá. Đây, viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm. Các bạn thấy các chỗ chấm chưa? Những chỗ chấm mà người ta không viết cho chúng ta, người ta đề nghị chúng ta viết vào, đúng không? Dưới mỗi tiêu số đây, mỗi tiêu số câu A và câu B đây. Rồi, vậy thì các bạn nhỏ nhìn vô trong này, cái bức tranh tổng thể đầu tiên các bạn nhỏ hình dung là, các bạn nhỏ hình dung này nha. Đây, cái bức tranh tổng thể này các bạn nhận ra điều gì trước cái đã? Cái chung nhất các bạn, cái bao trùm nhất các bạn nhỏ, các bạn xem nó như thế nào. Các bạn có 3 giây suy nghĩ, 3 giây bắt đầu. Rồi, các bạn nhìn đây, các bạn nhỏ có phân biệt được không? Đây nha, từ con số 0 này cho đến con số 1 này, và từ con số 1 này đến con số 2 này, và từ con số 0 này đến con số 2 này, các bạn nhận ra này nha. Đầu tiên, chúng ta thấy từ con số 0 này đến con số 1 này nha, ở phần viết ở trên này. Từ 0 đến 1 này, người ta chia nó thành 5 phần bằng nhau. Phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ 4 và phần thứ 5. Các bạn thấy 5 phần chưa? Đây, và tượng trưng cho mỗi phần trong 5 phần này á, là chúng ta thấy đến cái vạch đầu tiên này là được 1 phần 5. Đó, 1 của 5 phần, các bạn thấy chưa? 5 phần thì đây là 1 phần. Đây, đến đây là 2 phần này, đến đây là 3 phần rồi này. Có nghĩa là từ con số 0 đến con số 1 là mới có được 1 phần thôi. Từ con số 0 đến con số 2 này á, đến cái từ con số 0 đến cái vạch này á là chỉ mới có được 1 phần 5 thôi. Đây, 1 phần 5 này. Mà từ con số 0 đến cái vạch số 2 này á là được mấy phần rồi? 1 phần, 2 phần thì chúng ta gọi là 2 phần 5. Từ con số 0 đến cái vạch tiếp theo là vạch số 3 này là được 3 phần rồi nè. 1, 2, 3 bằng 3 phần 5. Từ con số 0 đến con số 4 này là được 4 phần. 1, 2, 3, 4 được là viết là 4 phần 5. Và từ con số 0 đến con số 1 là được 5 phần, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 phần được viết là 5 phần 5. 5 phần 5 cũng có nghĩa là bằng 1 đó các bạn. 5 chia 5 bằng 1 đó. Các bạn thấy chưa? 5 chia 5 bằng 1 thì có nghĩa là từ con số 0 đến con số 1 này được 5 phần. Chúng ta thấy rất rõ rồi, đúng không? Rồi, vậy thì các bạn nhìn đây nha. Từ con số 1 này, từ con số 0 này tiếp tục đến cái vạch này. Các bạn để ý nha. Từ con số 0 này đến con số 1 á, là đã được 1 rồi. 1 phần nguyên luôn, được nguyên con số 1 luôn. Nhưng từ con số 0 này đến cái vạch này á, là được nguyên con số 1 cộng với 1 phần mấy nữa. Các bạn nhìn đây nhá. Từ con số 1 này đến con số 2 này, người ta chia thành mấy phần? 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục là 5 phần nữa, đúng không? Vậy thì từ con số 1 này đến cái vạch này là được 1 phần 5 tiếp tục nữa này. Các bạn thấy chưa? Đương nhiên tới cái vạch này á, là chúng ta đếm từ con số 0 này tới cái vạch này nữa là đã vừa được 1 phần 5 cái đoạn này, và được thêm 1 phần nguyên của cái đoạn này nữa, được con 1 nữa này. Các bạn thấy chưa? Cộng lại từ chỗ đây đến chỗ đây cộng từ chỗ đây đến chỗ đây là bằng từ chỗ đây đến chỗ đây luôn. Các bạn thấy chưa? Là bằng 1 với 1 phần 5. Các bạn hiểu được cái chỗ này chưa? Đó, thêm một xíu chỗ này và đến cái vạch này thì dễ nữa rồi. Đến cái vạch này, đây các bạn nhìn đây nha, đến cái vạch này có phải là bằng cái vạch từ cái đoạn này cho đến chỗ này cộng đoạn này đến cộng này đoạn này không? Thì có phải là bằng đoạn lớn này không? Đây các bạn nè, đây nha, cái đoạn lớn này nè, đó, cái đoạn lớn này từ 0 đến cái vạch này có phải bằng cái đoạn nhỏ này, một nguyên này đúng không, cộng với cái đoạn nhỏ này không? Đúng không? Đoạn nhỏ này cộng với đoạn nhỏ này bằng cái đoạn lớn này. À, hay chưa? Vậy thì cái đoạn nhỏ này từ chỗ đây đến đây là đã 1 rồi nè, đã 1 rồi nè. Đây, chúng ta viết 1 ra. Đã được 1 rồi nha. Đoạn này đến đoạn này, từ số 0 đến số 1 đã được 1 rồi. Rồi từ số 1 này đến cái vạch này thì mấy phần? 1 phần, 2 phần, đúng không? Vậy là
2 phần của mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Của 5 đúng không? 2 phần 5. Đó, chia thành 5 phần thì cái này được 2 phần như nhau. Các bạn hiểu được chỗ này là gì? Đúng không? Rồi, tiếp theo, đến cái vật này là được 3 phần đúng không? 1, 2, 3. Của 5 phần, 3 phần. Và đương nhiên cộng thêm 1 đơn vị của chúng ta đó. 1 và 3 phần 5. Đó, cái vật này là 1 và 2 phần 5. Cái vật này 1 và 3 phần 5. Cái vật cuối cùng là 1 và 4 phần 5. 1 và 4 phần 5, đúng không? Đến cuối cùng này là 1 và 5 phần 5. Người ta không viết như vậy thì người ta viết 1 cộng với 1 là 2, là đơn 2 này. Nhưng người ta cũng có thể viết là 10 phần 5. 10 chia 5 bằng 2 luôn. Đó, các bạn hiểu được chỗ này chưa? Rất là dễ. Dễ đúng không? Đó, vậy thôi. Đó, các bạn nhìn thấy rất rõ này. 1 phần 5, 2 phần 5, 3 phần 5, 4 phần 5, 5 phần 5, 1, 1 phần 5, 1, 2 phần 5, 1, 3 phần 5, 1, 4 phần 5, 10 phần 5, 2. Đó, gọi là từ số 0 đến số 2 này. Các bạn thấy ok chưa? Rất dễ chưa? Đó, như vậy là thầy giảng rất là kỹ như vậy rồi các bạn ha. Các bạn cố gắng nhớ, cứ để ý tới từ số 0 này đến số 1 này đã được 1 rồi này. Đó, và từ số 1 này đến số 2 này là 1 nữa. Là cả cái đoạn lớn này này là được 2. Từ 0 đến 2 này, đó bằng 2 này, bằng 2 là 10 chia 5 bằng 2, đó số 2 này. Ok. Rồi, tương tự như vậy các bạn nhìn đến câu B này. Câu B này nó hơi khác biệt một xíu thôi. Nó không chia thành 5 phần như các hình này mà chia thành 3 phần thôi. Các bạn nhìn đây nhá. Từ con số 0 đến con số 3. Từ 0 này đến 3 này. Các bạn thấy điều gì? Cái bao quát nhất bạn thấy điều gì? Từ con số 0 đến con số 3 này. Các bạn có 3 giây suy nghĩ người ta chia như thế nào? 3 giây bắt đầu. Rồi, các bạn để ý người ta chia thành 3 phần bằng nhau này. Phần thứ nhất này. Phần thứ hai này. Và phần thứ ba này. Đó, các bạn thấy 3 phần bằng nhau không? 1 phần này, 2 phần này, 3 phần này. Từ số 0 đến số 1 là được 1 phần. Từ số 1 đến số 2 cũng là 1 phần. Từ số 2 đến số 3 là 1 phần. Là cộng lại là thành 3 phần. Từ số 0 đến số 1 là 1 phần 3. Từ số 0 đến số 2 là 2 phần 3 của cái tia lớn này. Từ số 0 đến số 3 là 3 phần 3. Đó, các bạn thấy chưa? Còn nếu mà ta đi nhỏ hơn nữa, các bạn xem nhỏ hơn nữa này, thì từ số 0 đến số 1 là một cái phần lớn này, thì người ta chia thành ba cái phần nhỏ nữa. Đây, từ số 0 đến số 1 này thì nó là một cái phần nhỏ trong cái tổng thể từ số 1 đến số 3 nha. Các bạn hình dung được chưa? Nhưng từ số 0 đến số 1 này người ta tiếp tục chia thành ba phần nữa, nằm trong cái phạm vi từ 0 đến 1. Một phần, hai phần, ba phần. Các bạn thấy chưa? Tương tự như vậy, từ số 1 đến số 2 này thì tiếp tục người ta chia thành 3 phần như nhau nữa. 1, 2, 3. Từ số 2 đến số 3 người ta tiếp tục chia thành 3 phần như nhau nữa. 1, 2, 3. Như vậy là cộng lại 3 cái phần nhỏ này, mỗi phần được 3 phần như vậy, cộng tất cả lại là được 9 phần nhỏ. 9 phần nhỏ này. Số 9 này, 9 phần nhỏ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn thấy 9 phần nhỏ chưa? Rồi, các bạn đã thấy cái tổng thể như vậy rồi, thì bây giờ thầy đi vô cái cụ thể này. Từ con số 0 đến con số 1 này là ta chia thành 3 phần này. Đến cái vật này là đã được 1 phần rồi này. Người ta gọi là 1 phần 3. Bởi vì chia thành 3 phần mà. Từ đây đến đây là được 1 đơn vị này. Thế nhưng mà người ta chia thành 3 phần thì tới chỗ đây, vật thứ nhất này thì được 1 phần 3. Đến vật thứ hai, từ 0 đến 2 này là được 2 phần 3 rồi. 1 và 2. Và đến đây là 3 phần 3. 3 phần 3 có nghĩa là 1. 3 chia 3 bằng 1 này. Các bạn thấy chưa? Rồi, đến cái vật này. Đến cái vạch này á, là có nghĩa là ta đếm từ con số 0 đến cái vạch này này các bạn nha. Đây, từ con số 0. Từ con số 0 đến cái vạch này này. Các bạn nhìn này. Đây, đó. Từ con số 0 đến cái vạch này có phải là bằng từ con số 0 đến con số 1 cộng cho từ con số 1 này đến cái vạch này không? Từ đây đến đây có phải là bằng từ cái đoạn này cộng cái đoạn này đúng không nào? Thì nó ra. Rồi là cái đoạn này nó đã được 1 rồi, đã được 1 rồi nè. Và cái đoạn này là bằng 1 phần 3. Đấy nè, 1, 2, 3. Nè, các bạn thấy chưa? Cộng với 1 phần 3. Rồi và tiếp tục chỗ này, đến cái vạch này thì sao các bạn? Thì ta được 1, 1 đơn vị chỗ này. Đây, được 1 rồi nè. Nhưng đến đoạn này là được mấy phần 3? Của cái này, của cái lớn, cái nhỏ này. 1, 2, 3, được 2 phần 3. Đó.
Đó, các bạn thấy chưa? 1 1 phần 3 1, 2 phần 3. Đó, đến cái vạch này. Rồi, đến cái vạch này là 1, 3 phần 1 này. 1 cộng 3 phần 3 có nghĩa là 1 cộng cho 1 là 2, đúng không? 2 là bằng 6 phần 3 là 2 đó. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, tương tự chỗ này. Các bạn nhìn đây nha. Tới được cái số 2 này rồi. Từ chỗ đây đến số 2 này được rồi. Là có nghĩa là được 2 rồi, đúng không? 2 phần nguyên rồi. 1 phần lớn, âm 1 phần nhỏ, 2 phần nhỏ, 3 phần nhỏ, đúng không? Thì 1 đến đây là được 1 phần, đến đây là 2 phần rồi. 2 phần rồi, đúng không? Rồi, 2 phần tới đây là 2 phần rồi, nhưng tới một vạch nhỏ này nữa thì 1 phần 3 của cái đoạn cuối này. 1 1 2 3, đúng không? 1 phần 3. Đó, các bạn nhớ nha. Đây, tới đây là được 2 rồi này, cộng thêm một đoạn nhỏ này nữa thì nó ra cả cái đoạn này luôn, đúng không? Cả cái đoạn từ 0 cho đến cái vạch này luôn. Đó, vậy thì để cộng thêm 1 phần 3 nữa. 2 nhá, nhớ chỗ này đến số 2 rồi. Tới chỗ này chỉ có số 1 thôi nhá, tới đây số 1 thôi. Đoạn này là 1 cộng 1 phần 3, 1 2 phần 3. Nhưng tới đây là được 2 rồi nè. 2 rồi nè, 1 nè, 2 nè. Đó, thì 2. Nhưng cộng thêm cái này nữa, 1 phần 3 nữa là 2, 1 phần 3. Tiếp tục, 2. Tới đây là mấy phần 3? 1, 2, 3, 2 phần 3. Tới đây là 2 này, 1, 2 nè, đúng không? 2 phần 3 nữa. Đó. Tức cái này các bạn hiểu rồi, đúng không? Và đến cuối cùng chỗ này là 2 và 3 phần 3. 2 với 3 phần 3, 3 phần 3 là 1, 3 chia 3 là 1, 2 cộng 1 là 3, là đến số 3 luôn. Thì người ta cũng có thể viết là 9 phần, 9 phần 3. Đó, 9 phần 3, 9 chia 3 bằng 3, bằng 3 đây. Bạn thấy chưa? 9 phần này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chia cho 3 phần này. 3 phần này. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu được cái tia số hỗn số này chưa? Đó, những số này chúng ta cần điền vào đây. À, đây, 1, 2 phần 5, 1, 3 phần 5, 1, 4 phần 5, 1, 2 phần 3, 2, 1 phần 3, 2, 2 phần 3. Đó là cái đáp án của chúng ta của cái bài tập số 2 này. Rồi, hy vọng các bạn thích các video của Mr. Long Lê và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay của Mr. Long Lê nhé. Bản thân thầy cũng rất là vui khi làm giúp các bạn học giỏi toán lớp 4, lớp 5 rồi rất nhiều lớp khác nữa các bạn ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở video tiếp theo để chúng ta sẽ có những bài tập tiếp theo nhé. Rồi, chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ bên gia đình và người thân.